chào anh chị và các bạn theo thắng thì anh chị và các bạn đừng mua hàng ngộp bất động sản và tuyệt đối là đừng cố tìm cách để mua được hàng ngộp trong bất động sản nhiều anh chị và các bạn sẽ đặt ra cái câu hỏi là hàng ngộp là gì hàng ngộp bất động sản tức là những cái sản phẩm bất động sản vì một lý do nào đó mà người ta bán đổ bán tháo ra hoặc là vì một lý do gì đó mà cái sản phẩm bất động sản đó nó thấp giá hơn so với thị trường. Cái câu cái câu hỏi được đặt ra là vậy tại sao rất nhiều các cái lớp đào tạo về bất động sản cũng như là rất nhiều những cái ông giáo Uh, chia sẻ nói chuyện về bất động sản hay là những người làm chuyên môn trong lĩnh vực bất động sản lâu nay thì họ vẫn họ vẫn đưa ra cái lời khuyên là mua được thấp hơn giá thị trường và bán bằng giá thị trường như vậy thì rõ ràng là khuyến khích nên mua những hàng được gọi là những sản phẩm bất động sản được gọi là những sản phẩm bị ngộp được bán giá thấp hoặc là uh, được uh, chủ của cái sản phẩm bất động sản này bán chạy nợ. Tất cả những cái từ đó đều có thể được dùng cho uh, dùng chung cho một cái 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 định nghĩa chung được gọi là hàng hộp bất động sản. lý do tại sao, lý do tại sao tháng ơi lại đưa ra cái khuyến nghị với anh chị và các bạn là đừng có mua cái hàng hộp là bởi vì như thế này. Điều đầu tiên thì chúng ta phải quay lại với cái điểm bắt đầu của một cái sản phẩm bất động sản trong cái chu kỳ tăng giá nó khác hoàn toàn so với sản phẩm bất động sản trong cái chu kỳ giảm giá. Và giá của sản phẩm bất động sản thì nó sẽ thay đổi theo thời gian nhưng mà nó sẽ chậm và nó có thể sẽ phải cập nhật từ ít nhất là 2 tuần nhanh hơn thì có thể là cập nhật từng tuần một, còn thông thường thì giá bất động sản sẽ được cập nhật hàng tháng một. Tuy vậy thì dù có cập nhật nhanh giống như thị trường chứng khoán, giống như thị trường vàng có thể biến đổi trong ngày 4-5% hay là cập nhật chậm hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng quý như bất động sản thì xu hướng của giá và cái bản chất tính chất của giá nó đều như nhau. Trong một xu hướng đi lên thì chúng ta sẽ không khó để nhận ra một điều là chúng ta mua giá nào cũng có lời. Dù chúng ta có mua sản phẩm không phải là bất động sản ngộp hoặc là được gọi là sản phẩm bất động sản rẻ hơn giá thị trường hay là chúng ta mua cái sản phẩm bất động sản mà bị một lý do gì đó mua rẻ hơn rất nhiều so với thị trường thì rồi khi chúng ta chốt lời sau một khoảng thời gian nào đó một năm hai năm hoặc là một quý hai quý chúng ta chốt lời thì nó đều có lời xu hướng chung khi nếu mà đi lên đi lên thì chỉ là lời ít hay lời nhiều thôi anh chị và các bạn mua tốt mua giỏi thì sẽ lời nhiều dự đoán đúng cái khu vực tăng giá nhanh, dự đoán đúng cái phân khúc có khả năng tăng giá nhanh trong một cái xu hướng tăng giá thì anh chị sẽ có lời nhiều. Còn nếu dự dự báo kém hơn, hoặc thậm chí là không hề biết dự báo gì cả, đơn giản chỉ vì là may mắn chúng ta có tiền vào đúng cái thời điểm đầu của một chân sóng và chúng ta chỉ có nhu cầu là mua bất động sản đó để ở hoặc là để dành và sau đó thì chúng ta giàu lên một cách khá là may mắn vì giá trong xu hướng nó tăng lên và chúng ta có thể kết luận được rằng là trong xu hướng mà tăng giá thì mua kiểu gì cũng thắng mua được hàng ngộp hay không hàng ngộp thì cũng vậy cả thôi nhưng có một điều lưu tâm cuối video chúng tôi sẽ nói về câu chuyện hàng ngộp là như thế nào và tại sao lại tránh kể cả xu hướng tăng giá và xu hướng gọi là giảm giá Quay sang một cái xu hướng thứ hai mà chúng tôi muốn nói với anh chị và các bạn về cái chu kỳ tăng giá của bất động sản theo chu kỳ chung. Thì khi mà thị trường bất động sản có nhiều những cái dấu hiệu của câu chuyện đó là chứng cái đạt tăng và cho thấy những dấu hiệu của câu chuyện xu hướng giá của bất động sản có thể sẽ không tăng đi ngang hoặc thậm chí là một số vùng, một số khu vực thì có thể giảm giá. Thì nếu như thực tế mà nó đã đúng là tất cả mọi anh chị và các bạn đều nhìn thấy điều đó rồi thì chúng ta kết luận rằng là trong xu hướng bất động sản đi xuống trong xu hướng bất động sản đi xuống thì chúng ta phải lưu tâm là mua những cái gọi là thấp hơn giá thị trường thì rất có thể nó sẽ còn thấp hơn nữa nó giống như bất kỳ một cái 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 sản phẩm hàng hóa nào khác kể cả vàng kể cả chứng khoán kể cả những cái hàng hóa đầu cơ mà anh chị và các bạn đều thấy trên thị trường thì khi xu hướng suy giảm rất có thể nó sẽ còn giảm sâu hơn nữa và nhiều cái sản phẩm bất động sản bị ngộp rất có thể giá của các sản phẩm ngộp nó còn có thể bị ngộp hơn hoặc thậm chí là mất nhiều giá hơn nữa so với những cái sản phẩm thông thường lý do là bởi vì chỉ vì anh chị và các bạn nhìn nhận cái khía cạnh giá ở cái việc đó là so với cái thời gian trước đó nhưng dối cho anh chị là so với cái thời gian trước đó nhưng không đủ dài và thường thì chúng ta sẽ so với cái giá thị trường thời gian trước đó tại ngay đỉnh của xu hướng và chỉ vì là so với đỉnh của xu hướng nên chúng ta thấy rằng là nó rẻ hơn so với cái thời gian trước đó nhưng anh chị không lường lượng trước được rằng Tại sao nó lại rẻ hơn và rẻ nhiều hơn so với những sản phẩm khác? Lý do là bởi vì nó là một trong những cái sản phẩm có thể đã tăng giá nhiều hơn so với những sản phẩm khác ở cái giai đoạn thị trường tăng giá. Và lúc này đây nó đang có cái tốc độ giảm giá trở lại sẽ là nhanh hơn. Người ta gọi là bảo đi bằng gì thì về bằng đấy đi bằng máy bay thì sẽ về bằng máy bay, còn đi bằng gọi là tàu hỏa thì sẽ về bằng tàu hỏa. Và thậm chí là đi bằng xe đạp, lên bằng xe đạp thì xuống sẽ bằng xe đạp. Lên bằng thang bộ thì sẽ xuống bằng thang bộ mà lên bằng thang máy thì sẽ xuống bằng thang máy. Nói như vậy là anh chị và các bạn sẽ hơi mường tượng được cái vấn đề rồi. Vậy thì cái câu chuyện khi thị trường đi xuống sẽ rất khó để phân định được câu chuyện đâu thực sự là cái sản phẩm tốt mà lại được bán giá bèo với sản phẩm đã tăng giá rất nhanh trong cái giai đoạn trước đó điều thứ nhất là chúng ta cần phải lưu ý như vậy điều thứ hai chúng ta còn phải lưu ý hơn nữa đó chính là kể cả thị trường đi lên hay là thị trường đi xuống theo chu kỳ dài hạn đi chăng nữa thì với những người rất rất chuyên nghiệp tức là những người hành nghề full thời gian toàn thời gian với lĩnh vực bất động sản đôi khi còn bị những cái trường hợp mà gọi là hàng ngộp hoặc là giá sản phẩm rẻ một cách bất thường mua vào mà vẫn gặp những tình trạng ví dụ như là sản phẩm này bị giải tỏa đền bù sản phẩm này bị một cái rủi ro pháp lý nào đó hoặc là cái sản phẩm đó là bị một cái lý do gì đó về mặt gọi là phong thủy sản phẩm hay là vì cái việc là căn nhà đó có những cái lỗi cơ bản trong bất động sản mà chúng ta phải tránh ví dụ như có người chết trong nhà ví dụ như là đường đâm thẳng vào tim nhà ví dụ như là sản phẩm tại khu vực đó có những cái dớp nào đó mà đã bị mua đi bán lại nhiều lần nhưng mà nó đều xảy ra cái tình trạng liên gọi là liên tục đối chủ như vậy thì những sản phẩm đó là những sản phẩm nó là sản phẩm rẻ hơn thị trường nhưng nó không phải là sản phẩm thú vị cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp chứ không kể đến là những nhà đầu tư bán chuyên nghiệp tức là những người mà ở đâu đó tự nhiên là đi tìm hiểu về bất động sản hoặc là những người không chuyên như anh chị và các bạn là tích góp cả một đời mới có thể có một khoản tiền để có thể mua một sản phẩm bất động sản vào cái mục đích là sử dụng hoặc là một cái sản phẩm bất động sản để dành thì chúng ta chỉ mong một cái điều mà câu châm ngôn của thắng ơi hay dùng đó là nếu chúng ta không phải là người chuyên trong một lĩnh vực nào đó chỉ mong mua được đúng giá và đúng sản phẩm tốt chỉ đừng mong mua rẻ giá mà lại chẳng may dính phải một cái sản phẩm tồi thì như vậy là chúng ta có thể sẽ mất hết cái thành quả tiền bạc của mình hơn hết nữa thì chúng ta không phải là người chuyên nghiệp do đó chúng ta lại càng khó hơn trong câu chuyện nhận định cái xu hướng thị trường chung không có thời gian để tham khảo những cái báo cáo định hướng cũng như là những cái chia sẻ của các chuyên gia nói chung và những người như nhóm chúng tôi để anh chị và các bạn có thể định lượng được thị trường đang ở cái đoạn nào và phân khúc nào đang là những phân khúc tăng nóng phân khúc nào là những phân khúc gọi là ít tăng nóng hơn phân khúc nào sẽ có nguy cơ giảm giá nhiều hơn phân khúc nào có nguy cơ ít mất tiền hơn thì anh chị và các bạn lại càng dễ dàng dính vào những cái rắc rối khi cố gắng hoặc là tìm nhiều cách để mua cái sản phẩm gọi là hàng ngộp trên thị trường bất động sản trên những cái tin đăng trên một số cái trang tin đăng bất động sản thường hay có kiểu đăng tin là uh, cần tiền đi nước ngoài gấp hoặc là đang cần trả nợ ngân hàng bán phọt sale bán giá rẻ hoặc là đại loại như kiểu như là là sản phẩm bán rẻ nhất thị trường hoặc là rẻ hơn thị trường 20%. Đấy, đại loại tất cả những cái thông tin đó thì chúng ta đều cần phải đề phòng, cần phải đề phòng câu chuyện của cuối video ngày hôm nay chúng tôi không muốn làm thay riêng một video nhưng mà đoạn cuối 15 5 phút cuối của video này thì sẽ nói về một cái cổ phiếu mà chúng ta ngày hôm nay xin được gọi là hân hoan chào đón à, thánh gióng của Việt Nam trên sàn chứng khoán Việt Nam Faros đã đi đủ đúng một vòng của cổ phiếu này từ mức giá đầu tiên ngày niêm yết đầu tiên trên sàn chứng khoán với mức giá 12.600 thì ngày hôm nay cổ phiếu này đã đi đúng đủ một vòng. Từ 12.600 có thời điểm lên tới trên 300.000 và ngày hôm nay thì giá của cổ phiếu này trả về với cái mức giá là 13.050 đồng. Và nhiều dự báo của chúng tôi cổ phiếu này rất có thể sẽ về tới cái con số 2.000 hoặc là 1.500 trong những thời gian sắp tới. Lý do thì chúng ta có rất nhiều lý do. Nhưng câu chuyện này nói chung với lại cái câu chuyện là đừng mua hàng ngộp là bởi vì sao? Bởi vì khi cái giai đoạn mà đi lên cổ phiếu này từ mức mới xào sàn năm 2016 17 mức 12.600 mà tăng lên 300.000 thì gần như cái tỷ lệ sở hữu của cổ phiếu này là của anh Trịnh Văn Quyết và những người có liên quan tới 97 98%. Nhưng mà khi mà cổ phiếu này suy giảm xuống thì cái tỷ lệ sở hữu của những anh Trịnh Văn Quyết và những người có liên quan cũng suy giảm theo, suy giảm theo. Và hiện nay thì cổ phiếu này đã được pha loãng 50%, tức là anh Trịnh Văn Quyết và những người có liên quan chỉ còn sở hữu đâu đó khoảng 55% cổ phiếu này. Như vậy là 45% cổ phiếu này trên tổng số cổ phần à, niêm yết hiện nay là hơn 600 triệu cổ phiếu đã và đang nằm trong tay một số à, nhóm nhà đầu tư tổ chức và đại bộ phận là của nhà đầu tư cá nhân. Do đó thì câu chuyện để cho giá cổ phiếu này có thể tăng lại được thì đó là câu chuyện à, còn lăng là một cái dấu ẩn nhưng mà chúng ta nhìn vào cái cổ phiếu FLC và cổ phiếu KLF cũng là sở hữu của anh chị Văn Quyết Nhưng hiện nay nó chỉ giá đâu đó khoảng tầm có thời điểm thấp điểm nó cũng về tới khoảng 2 hay 3 ngàn gì đấy Và thậm chí còn thấp hơn Với KLF có những thời điểm nó về tới cái mức giá là cận kề mức giá 1 nghìn Như vậy là lý do tại sao? Là bởi vì khi mà tỷ lệ pha loãng tức là cái anh chị Văn Quyết và nhóm có liên quan không còn sở hữu tỷ lệ chi phối nữa Thì tức là đã là câu chuyện truyền cảnh từ nhà đầu tư A tức là từ chủ sở hữu ban đầu và cái câu chuyện định giá cổ phiếu này thì thực sự là một câu chuyện rất là dài à, cổ phiếu này à, nói chung là giống như câu chuyện là có giá một có thật đấy có không mà có thì chúng ta nói đại loại là bất động sản nó cũng có tính tương tự nếu giai đoạn trước đó khi mà giá tăng lên chưa chắc là các cái ông chủ phát triển dự án cũng như những người có nhu cầu làm giá của bất động sản đó đã thoát được cổ được cái sản phẩm bất động sản nên là cái giai đoạn đi xuống cái giai đoạn đi xuống họ bán giá nào cũng lời tôi nhớ một câu nói của tỷ phú bất động sản ngày xưa có nói đó là ông đoàn Nguyên đức ông đã nói rằng là bất động sản của chúng tôi thì bán giá nào cũng lời lý do là bởi vì chi phí vốn của những cái cổ phiếu này nó gần như là bằng không gần như là không có gì do đó thì bán giá nào cũng lời nhưng để bán được giá tốt thì người ta sẽ đưa giá lên rất cao. Là mức giá của Faros là gần 300.000 hay hơn 300.000 gì đó. Và tôi có video nói về câu chuyện này à, có tựa đề là câu chuyện vải đái mang tên giá trị thực trên sàn chứng khoán Việt Nam. Anh chị và các bạn có thể search lại như vậy trên YouTube là câu chuyện vải đái mang tên giá trị thực trên sàn chứng khoán Việt Nam để, để xem lại tại thời điểm nó cao điểm nhất. Và trong cái quá trình mà khi đẩy giá cao lên như vậy thì tính nếu nếu so với cái giá cao nhất thì anh chị mua các bạn mua giá 250 thì cũng là rẻ hơn 300 rồi. Anh chị mua mua với cái giá 200.000 một cổ phiếu cũng là rẻ hơn 300 là tới rất nhiều lần rồi. Nếu anh chị và các bạn mua giá 90 thì lại rất rất rẻ rồi. Anh chị và các bạn mua giá 40 thì quá rẻ so với 300 rồi. Và anh chị và các bạn bây giờ mua giá 13.000 đang giao dịch hôm nay giá sàn thì quá quá rẻ rất, rất 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 rẻ so với 300 rồi. Nhưng thực tế anh chị và các bạn phải nên nhớ là điểm xuất phát của nó là 12.600 Và cái giá trị thực của nó là là gần như không có giá trị thực Tôi có thể khẳng định là coi như vậy Rất khó để có thể coi được, để biết được giá trị thực của nó là như thế nào Và có thể kết luận luôn là khó có thể đánh giá được cái giá trị thực Theo cái góc nhìn của người phân tích và đánh giá Thì bất động sản nhiều cái phân khúc, nhiều cái sản phẩm nó cũng có tính tương tự như vậy và khi nó có tính tương tự như vậy thì anh chị và các bạn cần phải lưu tâm phải rất rất lưu tâm tới cái tựa đề của video này Đó là đừng mua bất động sản ngộp nếu không muốn mất tiền một cách oan uống Hy vọng là những chia sẻ trong 15-16 phút vừa qua đem lại những cái hữu ích cho anh chị và các bạn Nếu đồng cảm, cảm thấy video này hữu ích đừng quên để lại cảm nhận của anh chị và các bạn Ấn cho video này một cái like và nhớ đăng ký kênh Thắng ơi TV để cập nhật những video hữu ích hơn và rất rất hữu ích hơn cho anh chị và các bạn trong các cái lĩnh vực đầu tư kinh doanh và 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 và, và, và lĩnh vực tài chính anh chị và các bạn hãy lắng nghe trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.